chỉ cho shipper nha. Anh Vũ, cho em gia nhập băng với anh đi. Giết tụi nó. Ê! Đấy là mày tưởng tượng như thế thôi. Còn thực tế á, nó như này này. Có việc mới cho mày. Lần mặt một đứa. Bài lên trang nhất của em á. Cảnh cáo mày, mày không được điều tra vụ đó nữa. Điều tra vụ gì ạ? Tôi là bác sĩ tâm lý, bệnh viện gọi tôi tới gấp để giúp anh phục hồi lại trí nhớ. Ông biết tôi là ai hả? Anh là đặc vụ xuất sắc nhất. Bí danh là người hùng không mang súng, à móc như hô chấm cơm sầu riêng. Dạo gần đây có nhiều cái chết đáng ngờ. Ai cũng nghĩ tôi khùng. Tôi phải giác khùng. Mà không phải khùng thường đâu. Khùng nhất lắm. Không sao. Chúng ta nên theo sát ông ấy để xem ông dẫn chúng ta tới đâu. Cà phê chắc luôn. Cỡ này tầm 1,200 đô. Sao anh biết hay vậy? Hình như bác sĩ biết cái gì mà tôi không biết đúng không? Ủa đi đâu vậy? Ăn với nhau cho vui. Lúc đầu em biết vụ này sẽ kết thúc như thế nào, mà bây giờ không còn đơn giản như vậy nữa. Mày chỉ cần nhớ là mày thích cô ấy, mày quên luôn cái chuyện làm giang hồ đấy, quên hết đi. Cô với tôi có gì là thật không? Anh muốn biết sự thật à? Mày bị làm sao phải không Binh? Trời ơi trời, không lẽ mình cặp bồ với mắt khí này.